xin chào toàn thể các bác nhá. Các bác đang xem video bên em cho xin một like và đăng ký kênh các bác nhá. Vâng ạ, trước mắt các bác đây là một cấu hình nghe nhạc hát karaoke cực kỳ đẳng cấp của bác khách Thái Bình thôi nhá. Bác qua xem bên em và là cũng rất chi là kết cái bộ cấu hình như này của rất nhiều bác khách đã lựa chọn đúng không ạ? Đấy, bác là điện với em đặt bộ cấu hình y như trước mắt qua đây ạ. Đấy. Và em mời các bác là cùng em đi vào video xem là cấu hình nghe nhạc hát karaoke này gồm thiết bị gì các bác nhá. Đầu tiên em đẩy TV các bác nhá. Em này có mã là CS4000 các bác ạ. Đấy, hai kênh nguồn đồng đánh rất chi uy lực các bác ạ. Đấy, tiếp theo là em quản lý nguồn. Em này là giúp bảo vệ tất cả các thiết bị nguồn điện trong cái cấu hình của mình, chống chập cháy rất chi là ok các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là em vang lách các bác nhá. Mã em là F60 Plus. Tiếp theo là em MBB. Nâng tiếng ạ. Đấy, em này có mã MB100 các bác ạ. Đấy, em này là có tất cả cổng ăn chơi nhá. Bluetooth, cổng quang là USB có hết các bác ạ. Tiếp theo là em mic xua. Mic không dây xua các bác nhá. Em này chạy 4 dâu. Đấy, bắt rất xa và hát rất nhẹ ở bài tiếng ạ. Tiếp theo là một em xúc điện các nhá. Em này chạy bắt 40, côn 100 từ 220 các nhá. Đấy, em này có mã thương hiệu là TD Acoustic các bác ạ. Đánh rất chi là uy lực các bác nhá. Và không thể thiếu được các bác ạ. Đấy, hàng xịn sò. Thì các bác thường hay chọn các bác nhá. Tiếp theo là một đôi loa XS12 JBL. Em này em là hàng nội địa Trung Quốc các bác nhá. Nghe nhạc hát ok, rất chi là đình đám. Bên em đang bán cái đôi này. Đôi này ghép cấu hình rất chi là chạy các bác. Đấy, các bác cứ thích nghe cái đôi này cơ. Nghe tại vì nó hát karaoke rất chi là hay các bác. Đấy, hàng xịn sò Trung Quốc nó khác các bác. Và cái chữ JBL kia là mỗi lần là hát nhạc to lên nó sáng rất chi là đẳng cấp các bác nhá. Đấy, rất chi là ok rồi. Đấy, và trước khi là mang lắp đặt cho bác ấy thì em cũng là lên một video test trước cho bác ấy và là đồng thời giới thiệu toàn thể các bác. Bác nào mà quan tâm bộ karaoke như trước mắt qua đây ấy thì liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0905312666. Còn nếu các bác ở gần thì cũng có thể qua tại cửa hàng em để test thử trước các bác nhá. Cửa hàng em ở Hưng Yên các bác. Đấy, và em là xin phép là lên một chút nhạc nữa để cho các bác là thẩm thức chất âm của em đó các bác nhá. Đấy, rất chi là ok các bác. Đấy, bộ karaoke là nghe nhạc như trước mắt qua đây ạ. Có trị giá là 23.500.000 các bác nhá. Đấy, rất chi là ngon, bổ rẻ các bác. Đấy, vâng ạ, và em là xin phép là kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.